Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nó ở đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam. Nó đảo Trung Quốc Hải Nam. Dạ Trung Quốc. Tụi này nó có độc. Dạ độc thì. Ai quên độc đó anh biết rồi. Đã, độc này. Quên anh có trải nghiệm thực tế rồi. Bao nhiêu năm tiến hóa để nó được có hai cái nanh đó mà. Càng rộng ra sao thì nó có chức năng như người ta. Có vào bệnh viện không em? Không anh, em chịu được em cứ vậy. Còn nhưng không? Mà tốt nhất là nên vào bệnh viện. Phương tác phải dùng những cái cây đồ lông đao. Đồ lông đao. Chứ không có ẩu tả và thọc tài vô. Đầu tiên mới cắn vô là nó đau búa cái vô dịch nè. Trong vòng chỉ cần 1 giây hay 1 2 giây sau là nó lan. Mình tính đi ra ngoài uống nước vừa tung cái chăn ra đầu nó ớn lạnh. À con này Việt Nam luôn. Dạ con này ở Việt Nam. Ồ ồ ồ. Nó sẽ như vậy á. Châu điên vậy ha. Được cái là nó đẹp cho nên ai cũng thích sở hữu. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, tiếp tục cái series những cái thứ vị ở HT Exotic Zone ha. Thì chủ đề tiếp tục của mình sẽ là rớt. Những con nó rất là dữ luôn. Anh là nói chung là hôm nay sẽ bào rất là nhiều clip ở đây dạ. Với em. Nhưng mà mỗi clip mà anh bắt em hít đất anh sợ lát em nói không nổi luôn. Cho nên là gom lại lát cái clip cuối cùng bắt em hít đất lần dạ, thôi. Okay. Ok em, bây giờ mình vô chủ đề rớt đi. Ôi con này bự quá. Này chắc cũng bao la nhiều điều để nói à. Dạ đúng rồi, khá nhiều về tụi này. Nói chung là kiến thức về dòng rết này thì hôm bữa anh qua bên Quốc á, thì cũng có chia sẻ một chút ít rồi. Thì Quốc cũng là khách hàng bên này đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ok, bây giờ nhờ em chia sẻ thêm đi. Ok. Còn về cái vào cái dòng mà anh đang quay đây á là nó là con bữa cắn anh đó. Cái này là dòng tên gì đây? Dạ nó, hiện tại là tụi em chưa có ghi tên. Ờ. Thì mới gì coi về thôi. Thì con này là nó ở đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam, nó đảo Trung Quốc Hải Nam. Dạ Trung Quốc của Trung Quốc. Thì nó là hai nanum black. Hai nanum black. Tại sao gọi nó là black? Tại vì nó có một cái dòng thường nữa. À. Con này là đột biến của cái dòng thường đó. Ừ. Thì tụi này gọi là chân hổ. Chân hổ. Thì cái chân nó có vằn như này nè. À. Thì là gọi là chân hổ. Còn mà con cái, chỉ có con cái mới có cái vằn này thôi. Con cái mới có, con đực không có. Dạ. À, cái đó cũng là đặc điểm nhận biết giới tính luôn. Dạ đúng rồi. Thì cái tụi này nó có độc không? Dạ độc thì ai quên này... độc đó anh biết rồi mà. Quên anh có trải nghiệm thực tế rồi, có anh report rồi. Dạ độc rất là cao anh nha. Ok, nhưng mà nó có hai trạng thái tấn công. À, nó trạng thái tấn công thứ nhất á là ride by có nghĩa là cắn khô. Dạ cắn khô thì khi nào mà nó cảm thấy nó bị đe dọa, nó tự vệ, nó sẽ cắn để nó tự vệ. À, còn một cái web by là như thế nào? Web by là khi nó bắt mồi nó sẽ bắt đầu tiêm độc. Nó ngậm vào mồi và nó tiêm độc vào trong con mồi thì bắt đầu nó sẽ làm cho con mồi mềm ra. Bắt đầu nó dễ ăn hơn. Vậy là anh hôm bữa là anh là thuộc dạng giống như anh tò mò thì anh nó cắn anh để nó tự vệ thôi. Dạ đúng rồi. Nó không có bơm độc vô. Dạ không bơm độc. À, còn nếu nó bơm độc vô là cái chất độc nó làm mềm con mồi. Dạ đúng rồi, thường là sẽ làm mềm con mồi. Nếu mà nó chích vô người mà nó bơm độc luôn thì cái vết thương của mình nó khả năng hoại tử luôn. Dạ là con này, riêng con này thì có cái khả năng hoại tử. Ồ. Cái độc của nó có thể gây cho mình hoại tử. Vậy là rất là hay luôn á. Thì mình làm cái video clip này để mình coi như là cảnh báo với các bạn. Chơi nói chung là những cái loài có độc á thì nó cũng rất là nhiều cái hay, kiến thức hay ha. Tuy nhiên là không có dẫn mặt với nó được. Tại vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đúng dạ, không? Đúng rồi. Rất là nguy hiểm, cho nên là nhất là các bạn trẻ đó, cái sự tò mò rất là cao, rồi cái sự gọi là manh động cũng rất là cao, đôi khi là tò mò quá mức là sẽ lãnh hậu quả ha các bạn ha. Khi mà mình tương tác với lại rết hoặc là côn trùng tất cả các cái thì mình nên sử dụng cái đồ lông đao. À. Đồ lông đao. Đồ lông đao của tụi em phải dài cỡ này. Ồ. Thì phải có cái này tụi em mới tự tin để tiếp xúc với tụi nó. Đúng còn rồi. Không bao giờ tụi em sử dụng tay không. Ừ. Và không khuyến khích bất kỳ ai là sử dụng tay không. Mình có thể kéo cái hộp ra mình quay từ trên xuống để dạ, các bạn anh, nhìn dạ, tổng thể anh. Không dạ, ạ? Để em đóng okay. Lại mình đem ra nha. Mình ngồi xuống đi anh. Đúng, để ngồi xuống đi, mình xuống. Sẽ còn dài mình, dài mà. Mình đứng mình thở không lên hơi. Thở hơi lên luôn. Đó. Lấy luôn con mình led xuống với con để lên xuống nè. Cái này mà bạn nào mà coi Tây Du Ký ngày xưa cái nó có cái ông đạo sĩ vậy mà ông bóp thuốc độc của con rít vô coi đi cho anh uống á. Này không mấy cái phim khác nữa luyện luyện ngũ độc rồi đó anh. À luyện ngũ độc á. Cái gì ta? Tinh túc lão tiên hả? Có cái dạ, cái hũ gì quên này. Cái hũ gì để luyện á. Quá bự luôn. Bự hết cỡ chưa ta?
Chưa đâu anh, chưa đâu anh, cái size này là size vừa với nhóm thôi. Nó còn khoảng được 4-5cm nữa lượt. 4-5cm, wow, vậy 4-5 cả khúc vậy nè. Dạ, 20-mấy cm đó con này. Cái khi mà bé nó cắn mình á là nó kẹp bằng càng và nó bơm độc bằng từ miệng hết rồi. Bằng càng nó luôn đó anh, càng bằng cái phần nanh của nó này, gọi là nanh. Nanh. Dạ. Thì có một số anh em ở trong hội chơi rết thì thường sợ bị cắn. Lại cắt cái nanh của nó đi. Thì cái đó là cái quan niệm hơi sai lầm chút xíu. Đúng rồi. Tại vì khi mà cắt cái nanh của nó đi, nó sẽ không còn một cái dụng cụ nào đó để bắt mồi được nữa. Và nó sẽ trở nên thiếu tự tin. Dạ, thiếu tự tin hoặc thậm chí là nó có thể chết luôn. Chết luôn. Đúng rồi. Giống như mấy anh em mà chơi giống như hỏi anh Quy vậy, chơi gắn độc nói hỏi ủa sao không cắt cái nanh nó đi, anh nói nếu mà cắt cái nanh của nó thì giống như là thằng con trai bị thiến, nhìn nó chán, nhìn nó không còn tự đúng tin hơn là giống như con người mình mà bị bẻ răng hết vậy đó. Không còn ăn được nữa thì nó cũng gọi là nó mất cái bản năng rồi, tự tin rồi. Dạ, nó mất cái nét đẹp rồi của nó. Bao nhiêu năm tiến hóa để nó được có hai cái nanh đó mà mình cắt đi thì tội nghiệp. Ok. Hôm nay nó biết anh Nam quay nó ngoan quá chị. Ngoan, năng động ha. Bình thường là mở là nó nhảy bung bung. Nó tăng động lắm á. Con này nó thuộc loại nhanh nhẹn. Thuộc loại nhanh nhẹn. Xuất xứ ở đảo Hải Nam ha. Dạ, con này ở đảo Hải Nam. Cái đuôi nó có tác dụng gì không em? Cái đuôi nó tác dụng là để định hướng đường đi với lại để giao phối nè. Để giữ con cái lại. À. Chân của nó giữ cái và cái phần đuôi nó cũng giữ luôn. Nó có hai cái càng rộng ra sao, nó có chức năng gì không ta, hay là cái càng là rộng sao anh? Đó, hai cái cuối cùng á. Đây nè, này với cái này nè. Cho đầu giả không được. Đầu giả hả? Giống như là để nó đánh lạc hướng thiên địch của nó anh. À. Dạ, cái phần nó đánh lạc hướng. Này mỗi ngày mình cho ăn, em cho ăn cái gì? Em cho ăn thường là em cho ăn dế. Dế. Em cho ăn dế hoặc là sâu. Sâu. Một tuần em chỉ cho ăn một lần thôi. Tuần cho ăn. Tại vì bọn này nếu như mà anh cho ăn quá nhiều nó sẽ bị khó tiêu. À. Nó bị khó tiêu, nó sẽ bị hoại tử từ bên trong bao tử ra luôn. Ồ. Nó sẽ bắt đầu rụng chi, rụng thân, nó sẽ rụng hẳn nguyên cái thân của nó luôn. Ồ. Là chết. Mình không được cho ăn nhiều. Mặc dù là cho ăn nhiều nó vẫn ăn. Ừ. Nhưng mà tụi này nó có đặc tính hay nữa là nó có thể nhịn đói 2 năm. 2 năm luôn? Ừ. Em đã có một anh bạn ở bên Mỹ thì nuôi một con rết đặc trưng ở bản địa của người ta. Ừ. Nhưng mà ảnh một năm mấy, gần 2 năm ảnh không cho ăn, nó vẫn khỏe. Chỉ uống nước thôi. Mà có ốm đâu lại hay dạ gì? Không, nó vẫn bình thường, nó chỉ không lột thôi. Nó không lột xác, tại vì tụi này nó lột xác để nó sống. Lột xác. Và tụi này nó không có kích thước trưởng thành, nó không có kích thước gọi là kích thước massage tối đa. À. Tại vì nó giống như rắn, còn sống là còn lớn. Ừ. Còn lột là còn lớn. Ồ. Nó tinh luôn. Ủa cái này em nói nó lột xác là nó lột nguyên con như rắn mình. Dạ đúng rồi, nó lột nguyên con ra luôn anh. Ừ. Nó lột nó chừa lại nguyên một cái phần vỏ của nó và nó sẽ ăn cái phần vỏ đó để nó bổ sung canxi ngược lại. Ồ, hay quá ha. Quá hay rồi. Con bữa cắn anh là nó nhỏ hơn con này. Nhỏ hơn con này một chút. Chứ mà gặp con này cắn chắc bê dữ à. nếu mà nói về độc thì cái con hiện tại bên đó là đang dữ nhất. Dữ nhất luôn. Dạ. Ok. Còn mấy bé này em set up là không có cần nước no vậy hả? Dạ không cần anh. Tại vì nước nhiều nó sẽ bị thêm một cái bệnh nữa. Ừ. Một cái bệnh nữa là mycosis, là nó sẽ làm bị thối chi. Thối chi. Dạ. Ồ. Khi mà quá ẩm bắt đầu thối chi, nó bắt đầu sẽ nó có những cái chấm đen á. Ừ. Chấm đen lên trên cái những cái chi của nó là như chân hoặc đuôi hoặc là râu. Ừ. Bắt đầu nó sẽ rụng các phần đó rồi chết luôn. À. Nó là nấm ký sinh. Nấm ký sinh đó hả? Ồ, hay quá ta. Cái này là mỗi chân nó sẽ có 4 đốt hả? Dạ. 1, 2, 3, 4. 4 đốt. À, mỗi chân có 4 đốt. À, vậy thì anh em mà nuôi rết á, anh em là muốn trải nghiệm cái dòng rết á thì có cần phải lưu ý điều gì không em? Dạ, lưu ý về cái thức ăn cho nó thôi. Thức ăn cho nó thường là tụi em sẽ cho ăn dế. Mình mua dế về mình nên good load lại. Good load là để mình cho nó ăn rau củ quả. Ừ. Sau 1-2 ngày. Ừ. Nó ăn nó đi phân rồi thì những con chết mình vớt bỏ đi. Mình sẽ sử dụng những cái con mà đã ăn những thức ăn đó rồi, bắt đầu cho ăn. Chỉ quan trọng cái việc đó thôi. Ừ. Và cái độ ẩm đừng bao giờ ẩm nhiều quá. Ừ. Chỉ ẩm vừa phải hoặc là mình chỉ cần xịt một nửa cái tăng này nó hơi ẩm thôi là đủ rồi anh. Ừ. Thường thường là mấy ngày em mới bổ sung ẩm một lần? Dạ hai ngày. Hai ngày và mình khi mình bổ sung ẩm là mình một góc chuồng thôi? Dạ một góc thôi. Ừ. Dạ, chuồng chặt kích thước chuồng. Cái kích thước chuồng để cho bọn rết này thoải mái nhất á là nó khoảng gấp đôi cái chiều dài của cơ thể của nó. À, tối thiểu là gấp đôi chiều dài cơ thể. Để nó vận động. Nhưng mà thường á, những cái con khác nó sẽ chui dưới cái
cái miếng gỗ này thôi. Cái miếng gỗ này là sẽ là cái chỗ trú của nó, mà hôm nay nó biết anh qua. Em có nói với tụi nó rồi. Có thông báo trước à. Mai anh Nam qua tụi bay coi sao được coi. Quá ngầu luôn. Ủa tụi này nó sinh hoạt về đêm hay là ban ngày? Dạ thường là về đêm anh. Về đêm. Nếu mà về đêm thì nó sẽ năng động hơn. Dạ đúng rồi. Như em cho ăn, em cũng cho ăn về chiều đêm. Không, em cho ăn thì em sẽ cho ăn vào buổi trưa. Trưa. Dạ buổi trưa là tại vì khi mà mình đã nuôi ở một cái môi trường nhân tạo như thế này rồi là nó thay đổi hoàn toàn cái nhịp sống sinh học của nó rồi. Mình không thể theo nó được, nhưng mà buổi tối nó sẽ hoạt động tốt hơn. Nó sẽ hoạt động nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay buổi trưa nó bò ra. Bình thường em sẽ không thấy mặt tụi nó đâu. Thường thường là núp dưới đây hết. Dạ đúng rồi. Mà nó chạy ra là nó như bị điên vậy anh, nó năng động quá. Nó nhanh lắm à. Nó rất là nhanh. Nó rất là nhanh luôn á. Anh thấy cái chân của nó là đúng rồi, nhiều đó chân. Bây giờ mình qua một con khác đi anh. Ok. Con rết khác đi, okay, để em cho nó đa dạng chút xíu. Cho xinh ha. Đây, một con này là màu nâu ha các bạn ha. Con này mình không nên chọt nó nhiều. Nó là nó bị cái bệnh chó điên á. Chó điên hả? Mình đụng cái là nó nhảy bung văng đùng 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 luôn. Đưa anh sẵn một cái nắp cái gì em chụp lại. Đây. Đây. Con bảo hộ. Rồi ha. Con này là Masai của nó. Không, thật sự thì không có massage, cái tên của nó là con Sclopendra Dehani của Việt Nam mình. Việt Nam mình. Dạ, con này của Việt Nam mình. Thì ở ngoài tự nhiên đã bắt gặp một số cái cá thể nó massage khoảng 30 mấy cm. Trời ơi. Gọi là con ếch trưởng lão đó, ếch trưởng lão đó. Và độc của nó top 3 thế giới nha. Top 3. Dạ, top 3. Về cái ví dụ như bị cắn mà người mình cơ địa yếu có thể sẽ gây sốc phản vệ. Cái thứ hai là phải sốt, bắt buộc sốt 2-3 ngày và ói mửa liên tục. Thật ra cái sốt là một cái điều tốt đúng không? Sốt, dạ, đúng sốt là bạch cầu mình nó đang, dạ, đúng rồi, đấu với tụi nó đó. Đang đấu đó. Đang như bạn này, như bạn Phú này là đã bị từng bị con rết này cắn 2 lần. Em ngồi đấy, ngồi xuống đây luôn, em có kể cho mọi người nghe cái trải nghiệm mà nó đi em. Bị cắn nó như thế nào em? Rất là phê. Giờ nói đi đâu ra? Nói cái cảm giác mà lúc mà mới vừa bị cắn á. Em nghĩ tới cũng hơi lớn lớn em quên. Cái này lúc mà nó cắn em được khoảng 15 phút sau nó bắt đầu bị chóng mặt rồi. Là nó đã đau từ trong xương ra luôn. Em bị khoảng 2 ngày nó mới hết. 2 ngày mới hết. Và bữa đó là bạn ói liên tục luôn anh. Có vào bệnh viện không em? Không anh, em chịu được em cứ vậy. Còn nhưng không, mà tốt nhất là nên vào bệnh viện anh. Dạ. Em có ông bạn to đó, em chịu bị cắn vô viện luôn. Vô viện luôn. Chuyện nước biển. Tại cái cơ thể của bạn là đã từng có tiếp xúc với độc rồi. Nó đã bản thân có kháng thể. Nhưng mà người thường tốt nhất cũng phải là đi viện tới nhưng mà tốt, tới gần nhất. Tốt nhất là khi mà các bạn tương tác phải dùng những cái cây đồ lông đao chứ không có ẩu tả và thọc tài vô thì nó giúp cho. Nhưng mà nó nhất là nhất trường xương luôn hả? Dạ. Nó nhất là em bị cắn ngay ngón này nè. Nó đau tuốt tới cái cánh tay dưới đây. Rồi bạn cũng nói là có bị ớn lạnh giống anh nữa. Ớn lạnh một đêm đầu ngủ không được. Thì em gồng luôn. Gồng luôn. Gồng luôn. Bình thường là người ta sẽ vào viện đó, nhưng mà tại vì nó còn khỏe nên nó gồng được. Hôm bữa bạn mình bị bạn này nhỏ hơn. Bạn kia dẹp rồi. Đây bạn bên đây đây. Bạn này. Bật đèn như lăng đỉnh tắt rồi. Đây mình bị bạn này dứt vô cái ngón tay này của mình. Đây. Dứt vô đây. Thì nó phải nói là cái cảm giác nó cực kỳ nhanh luôn. Đầu tiên mới cắn vô là nó đau búa cái vô dịch này nè. Xong vòng chỉ cần 1 giây hay 1-2 giây sau là nó lan. Nó lan tới ngón này. Xong nó lan qua ngón này, nó lan tới nguyên cái bàn tay mình luôn, sưng trù dù nguyên cái luôn bạn. Phải đó là nhức cực kỳ luôn. Thì hôm đó nó nhức quá thì bắt đầu mình đi mua kháng sinh, giảm sưng, mình uống. Thì sau mình khi mình uống vô thì nó hơi dịu nhẹ lại. Hơi dịu nhẹ lại nhưng mà nó vẫn rất là nhức ha. Xong rồi do mình đau quá bắt đầu mình gồng á, mình gồng mình chịu đau á thì đầu người mình nó đầu thấy hơi mệt, bắt đầu tụt đường huyết, đói bụng. Thì bắt đầu mình phải uống một lon bò hút vô để nó bù đường cho cơ thể nó khỏe lại. Xong rồi có kháng sinh với nó mệt quá rồi đầu mình hơi buồn ngủ. Hôm đó mình lên xe mình ngủ khoảng chừng 15 phút rồi mình tỉnh lại. À, không phải tỉnh lại, quê quá, bắt đầu mình thoải mái lại. Xong rồi mình vô mình cũng quậy banh chành, hôm đó là ốp bên thèm rắn. Còn hít đất được hít đất thoải mái luôn. Thì về nhà, mình chạy xe về nhà, bắt đầu mình cũng hơi mệt, rồi mình ngủ một giấc tới chiều là mình thấy nó im. Nó im lại là mình tưởng là xong rồi, mình nghĩ nó cũng không đến nỗi nào, nó cũng nhức nhức chút xíu thôi, coi như là thử sức chịu đựng của mình thôi. Thì tối đó mình mới, con mình hiện đang nhập viện, mình vô chổng mình chăm nó buổi tối. Thì đang bình thường vậy nè,
mình đang nằm trong chăn chắc điện thoại rồi thấy mình tính đi ra ngoài uống miếng nước, vừa tung cái chăn ra đầu nó ớn lạnh, nó lạnh mà nó lạnh buốt trong xương, bên ngoài thì không có cảm giác lạnh nha, nhưng mà trong xương là nó buốt, nó lạnh, nó hành mình cả đêm luôn. Phải uống một viên efferan vô cho nó hạ sốt thì sáng mai nó lại ok lại. Nói chung là ở đầu nó tai nó hết sưng, nó xẹp, nó hết đau. Đó, thì mình tưởng là xong luôn rồi, nhưng mà chưa, 3 ngày sau đầu nó sưng lại, nhưng mà nó không còn cảm giác đau nữa mà nó rất là ngứa. Nó ngứa mà càng gãi càng đã, gãi tới cảm giác là trong lúc mà nó ngứa thì mình gãi mình rất là đã ngứa. Yeah. Nhưng mà lát là nó giống như nó muốn chóc da luôn, nó rát. Yeah. Sau khi nó hết cái cảm giác ngứa đó là nó đến cảm giác rát, giống như da mình nó sưng căng lên, nó mỏng lại. Nó căng lên thì nó mỏng da lại, rồi mình gãi quá nhiều là nó chày, nó xước cái da luôn. Thì coi như là từ lúc mà bị cái cảm giác ngứa đó tới bây giờ là khoảng 3 tuần sau thì nó mới trở về bình thường lại. Ha, còn lúc trước co chỗ này nó mập quá, không tại nó mập ú, co lại không được luôn. Đó, thì lúc trước mình cũng hơi nghịch các bạn, thật ra cái bản tính của mình nó cũng hơi nghịch nghịch chút xíu, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm không hề vui vẻ gì cả, cho nên là các bạn đừng có bắt chước mình nha, đừng có tò mò, không có tốt. Ok. Khuyến cáo không thử ở nhà nha mọi người. Không thử ở nhà. Và thật ra bây giờ đây là một cái chia sẻ thật thẳng thắn của mình, là bây giờ mình nghĩ là cái ngày hôm đó mà mình nghịch dại, mình muốn cho bé test là một cái điều rất là ngu ngốc. Tại vì dù sao nó vẫn là độc tính. Dạ đúng. Nó rồi. Cho dù nó có nhẹ đi nữa thì nó cũng tự nhiên mình bơm độc tính vô trong người mình thì biết đâu nó sẽ có những cái biến chứng. À, may mắn một điều là Phú. À, trong cơ thể là nó là một người khỏe mạnh và còn trẻ. Bản thân mình thì cũng không còn trẻ, nhưng mà nói chung là cũng khỏe mạnh và không có những cái bệnh về đường huyết hay là huyết áp hoặc là này nọ các thứ. Nếu mà có là đôi khi là nó sẽ gây những cái sốc phản vệ á, là nó sẽ nguy hiểm, có thể là nặng nề luôn á, tới tính mạng luôn á, cho nên là tử vong. Có thể tử vong luôn á. Dị ứng độc. Cơ thể chúng ta nhiều khi chúng ta chưa biết chúng ta dị ứng với thành phần gì. Đúng rồi. Có khi là chúng ta bị dị ứng với thành phần độc của nó. Có thể là con này nó không độc với người khác. Đúng. Anh có thể vượt qua, nhưng bản thân cái người mà lỡ tiếp xúc bị dị ứng, đúng rồi, có khi chết, có đó, thể tử vong. Đó là điều mình muốn nói, có nghĩa là cơ địa mỗi người mỗi khác nhau ha. Như mình thì ít á, người mình thì ít, chứ nước ngoài nhiều khi có những người mà người ta dị ứng với những cái rất là kỳ cục mà nó lại nguy hiểm tính mạng luôn. Có người dị ứng đậu phộng, yeah, có người dị ứng dâu tây. Đúng. Đó, ăn vô là nhiều khi cứu không kịp là ngập thở chết luôn á. Có người dị ứng nước nữa. À. Suốt đời không tắm luôn. Này hơi mệt. Đó các bạn, cho nên là cảnh báo với anh em là đừng có nghịch dại ha, đừng có nghĩ là giống như mình cũng có chia sẻ clip thì độc thì nó cũng nhiều cấp độ, 1, 2, 3, 4, 5 đại loại. Thì có những cái độc nó rất là nhẹ với người này, nhưng mà đối với người khác thì nó là nguy hiểm. Các bạn coi phim mà thấy tụi Tây nó gặp mấy con này là nó sợ dữ lắm. Nó vô rừng nó gặp mấy con này, mình nhiều khi mình nghĩ là làm gì thấy ghê vậy. Nhưng mà thật sự là có thể là người ta hiểu biết nhiều hơn, đâm ra người ta sợ hơn. Dạ đúng rồi. Ok các bạn, rồi tiếp tục đi em. Đó là về cái sức mạnh của cái con đen này là anh Nam vừa mới chia sẻ. Còn cái sức mạnh của bạn đỏ này là nó có thể là gấp đôi, gấp ba con đó nữa. Ôi. Dạ. Mà con này là xuất xứ Việt Nam. Dạ, xuất xứ ở Việt Nam, một số ở Trung Quốc nữa, ở Lào cũng có, Campuchia, Thái Lan cũng có. Toàn Đông Nam Á luôn. Dạ, rất là nhiều. Ở nhà anh á là anh cũng thường xuyên bắt được những bạn rết bự cỡ này, nhưng mà không biết phải là nó. Cũng là nó cùng một dòng là Dehani hết. Dehani hết. Trời ơi, mốt gặp anh phải né nhiều lắm, rất là nhiều. Dạ. Em có một cái dòng này bảo đảm anh chưa thấy bao giờ. Được. Rồi, để em đóng lại cái này cho nó bớt cái thể tích. Đứa nào nó cũng ra mà nó nằm ngoan cho anh quay. Không, anh thật sự mà nói anh có duyên với động vật lắm á. Dạ. Anh có duyên. Anh này, con này phải chiếu đèn. Nè, đây bình thường là. Ôi ôi, con này đó, con này đẹp quá rồi. Các bạn. Con này đẹp quá. Là... mình nâu viền đen có chân xanh. Dạ, con này gọi là min led á. Min led. Min led là chân màu chân bạc. Màu chân bạc hà. Hả? Dạ, chân bạc hà. Đó, bình thường là con này thì nó hiện tại nó đang bị đứt một đuôi. Ồ. Nó đang mọc lại. Có mọc lại không ta? Có mọc lại, nó lột xác sẽ mọc lại. Ồ, rụng chân, rụng đồ là mọc lại hết. Này, đúng không? Bạn thấy ánh sáng bằng sợ quá trời. Ồ, 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 ồ. Nó sẽ như vậy á. Cái trâu điên vậy ha. Vậy là thái độ bình thường của tụi nó. Con này đam cũng to anh nha. Hả? Dạ, cái sức mạnh của nó cũng khủng khiếp khá. Nhưng mà được cái là nó đẹp cho nên ai cũng thích sở hữu. Thôi mình đóng lại đi, mình đóng lại đi. Tại sao mình phải có đồ lông đao? Giỡn bài chú em. Dạ, tại sao em nói nó là thông minh nhất là tại vì đó anh thấy không? Đó, nó biết tận dụng cái sức cơ thể của nó và nó có thể luồn lách
À. Cho dù là rồi, đóng lại liền. Những cái tăng này nè là do quá trình tụi em nuôi á. Ừ. Tụi em đã từ từ làm cái chiếu trên nó xuống lên để tránh cái khả năng trốn thoát của nó chứ. Ừ. Còn mấy cái hộp đó hả? Nó khui hết. Khui ra luôn. Nó khui lắm anh, nó giỏi lắm. Nó rất là giỏi. Bởi vậy em mới nói là nó rất là thông minh. Đẩy nắp kính mà nó đẩy ra khui ra hết luôn. Cho dù anh có cài lại bằng cái hộp của Di Tân á, có hai bên cài lại luôn, nó vẫn tìm cách để nó khui ra được. Nó là chuyên gia đào tẩu. Hay dữ vậy ta. Và nó khi nó đào tẩu thì nó sử dụng cái gì để nó... Em chưa quay được. Chưa không quay được. Chưa canh được luôn hả? Nhưng mà em thường là nó sẽ lùn lách anh, cái chân của nó rất khỏe. Ừ. Nó sẽ có nó tì đè cái nắp, chỉ cần mà hở một chút xíu là có thể bò ra được. À. Và cái hay nữa là con này ở Việt Nam. À, con này Việt Nam luôn. Dạ, con này ở Việt Nam. Đó, thấy nó giờ nó có một dòng nữa ở phía Quảng Tây của Trung Quốc. Ừ. Cái con đó nó sẽ chân nó đậm hơn. Đậm hơn. Chân nó, cái màu chân của con đó nó sẽ đậm hơn con này nhiều. Màu quá. Xanh nó đẹp anh ha. Đẹp, nhìn rất là ấn tượng luôn á. Rồi, giới thiệu người mẫu tiếp theo. Bé này cắn thì cấp độ mấy ta? Dạ, ở rớp mình không đo cấp độ anh. À. Chỉ là biết là nó mạnh hay không mạnh thôi. Rồi không giữa ba cái dòng hồi nãy giờ thì dòng này nó so với con nào? Con dòng này là yếu nhất. Yếu nhất hả? Dạ. Ôi cũng dễ thương, đẹp mà yếu cũng được. Đỡ bề, con cắn bề quá, con kia cắn sản luôn. Ấn tượng tới già luôn. Cách đây một năm là em có sở hữu một con rết. Thực sự thì con nói lúc thời điểm đó là Đông Nam Á thì chỉ còn một con duy nhất đây thôi. Ừ. Là con nói nó khi nó cắn vào á, nó có độc nhưng mà cái sức mạnh mà nó cắn vào nó gây anh đau đớn á, là đau hơn cả anh bị dính độc nữa. Ừ. Và đã có một anh trai ở bên châu Âu, anh đó là chuyên gia đi test độc anh, là sẽ bắt những cái con bò cạp độc nhất thế giới. Ừ. Rồi những con gì cắn đau á. Ừ. Anh sẽ thử, bình thường thì anh sẽ không bị hết, nhưng mà riêng khi mà anh test cái con đó, anh phải sử dụng một cái đồ để anh hút độc ra chứ anh không chịu nổi. Ừ. nó gây cho mình cái DPI đau đớn rất là cao. Ừ. Là mình không chịu nổi luôn. Ừ. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình khi mà bị cắn bởi những cái bạn rết này nè các bạn. Thì khi mà mình hỏi Phú là cái bé này nó có độc không em, độc nó nguy hiểm không, thì Phú nói là không anh, nó chỉ đau nhất thôi. Thì trong đầu mình nghĩ cái đau á, tại vì thật sự là mình cũng là một người nghịch ngợm từ nhỏ, cho nên là chịu trải qua khá nhiều cái nỗi đau, dù té gãy tay gãy chân, rồi thậm chí hồi nhỏ là quýnh lộn quýnh lạo rồi đau đớn đó, là mình nghĩ là ok chắc tao sẽ chịu được đau đó. Nhưng mà cái đau của con, của mấy con có độc nó cắn các bạn, nó buốt từ bên trong, nó buốt ra, nó buốt mà nó giật dây thần kinh mình băng 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 băng, mà cái coi như là mình gồng mà mồ hôi mình nó chảy, nó rịn mồ hôi nè, cho nên là cái đau đớn nó không có hề dễ chịu ha. Thật sự mà nói nhiều khi là chạy mà té cầu thang hay đập đầu vô tường gì đó, cái đau đó nó giống như nó tức thời, nó đau một cái xong nó dịu lại, còn cái này nó càng ngày cái cường độ đau của nó sẽ càng tăng lên, mặc dù là cắn xong nó buông ra mình mà 5 phút sau, 10 phút sau là càng ngày cái mật độ nó càng cắn lên, mình gồng mà người mình nó rỉnh mồ hôi nè, rồi gân máu, gân đầu nó nổi lên, cho nên là cái cảm giác đau của nó là không hề dễ chịu đâu, khủng khiếp lắm. Nó kiểu mưa dầm thấm lâu rồi. Đừng nghịch dại, đừng nghịch dại. Đừng có nghịch dại ha các bạn ha, đau khủng khiếp lắm. Trời, cho người mẫu tiếp theo đi. Còn người mẫu nữa, hết rồi, hết rồi. Hôm nay còn 3 bạn. À, còn cái bạn kia nữa kìa, bạn bự đề kia. Nó cũng là đề Honey đó anh. Nó đề Honey luôn hả? Của Việt Nam mình đó. Để ba đứa cái bên cho anh xem. Đó, cho anh quay. Đó, em để anh đi. Để này, để thẳng. Để xoay xoay ngang này nè. Cho anh dễ quay. Rồi đứa này bình tĩnh hơn tí. Này nó... Đúng không? Có vẻ là bự nhất ha. Dạ, đề Honey nó chia ra hai dòng chân nữa anh. Dòng... Ê, đóng lại đi. Không, mấy con bự ở này bắt đầu nó chậm rồi. Nó bị slow motion. Okay. Tụi em nuôi tụi này nhiều chứ tụi em vẫn sợ lắm anh. Thật sự, mình phải sợ tụi nó. Mình đúng mới, rồi, mình phải sợ mình mới biết được chứ mình nghĩ đi là mình mệt á. Dạ, thì nó chia ra hai dòng chân. Con này là chân đỏ, thật sự nó là chân cam. Chân nhưng cam. Mà ở Việt Nam mình hay gọi là chân đỏ. Còn con lúc nãy là anh coi là chân vàng. Chân vàng. Dạ. Red leg, con này là yellow. Ok. Thì cũng là con này cũng gốc Việt Nam luôn. Dạ, gốc Việt Nam luôn anh. Và con này gần như cũng sắp trưởng lão rồi. Tận dụng leo lên cây để đi ra đó. Thì hồi nãy em có nói là trong các loài mà chân đốt á, thì con rết là thông minh nhất. Dạ, đúng rồi.
Thì ngoài cái chuyện là nó có thể trốn thoát, biết tận dụng tất cả mọi cái điều kiện thuận lợi thì nó còn có cái hành vi nào nó thông minh nữa không ta? Anh thì anh thích quan sát hành vi rồi cũng giống loại. Dạ có anh, nói chung là có người khi mà nè, giống như cái này là hay cho nó ăn á, cho nên nó cũng nhận biết là cái này sẽ được cho ăn. Rồi nó cũng nhận biết có người tới. Nếu như mà nó hay trốn nè, nếu mà cảm thấy nguy hiểm là nó sẽ trốn, khả năng lẫn trốn. Tại vì đa số cái động vật cấp thấp á, nó không có suy nghĩ được nhiều, cũng như là IQ của nó ít lắm. Thì riêng cái dòng này thì nó nhớ được cái thời điểm cho mình cho ăn và dụng cụ mình cho ăn là gì. Ví dụ như mình cầm cái cây nhíp đó là nó biết tới giờ ăn, chui ra. Hoặc là nó sẽ bắt đầu nó ở ngoài tự nhiên, bắt đầu nó sẽ mai phục, nó mai phục cái con mồi. Mai phục luôn. Dạ, nó mai phục luôn, thì con mồi chỉ cần đi ngang qua cái điểm mai phục của nó là mất tiêu. Ồ, quá hay luôn, cái đặc tính săn mồi này mới là thông minh. Cái vụ mà mai phục là thông minh đó. Dạ. Con này chắc cỡ 20, mình nếu mà nó duỗi ra anh nghĩ chắc cũng phải 25 cm. Dạ, đó các bạn. 25. Rất là khủng khiếp á, bự hơn gan tay mình. Rất là khủng khiếp luôn. Dạ, chưa phải là to nhất. Chưa phải là to nhất luôn. Còn to nữa. Quá là phê luôn. Như cái tụi rết này nó đâu có cần phơi nắng gì đâu hả ta? Nó dạ không cần anh, tụi nó cũng là thường là chân khớp nó sẽ bắt đầu nó chỉ thích bóng tối thôi. Bóng tối nghĩa là nó chui vô hang hoặc nó lủi dưới đất rồi nó. Dạ đúng rồi. Nếu như mà các bạn nuôi tại nhà mà nó lỡ sổng hay là trốn thoát thì cái nơi nào mà hay ẩm thấp nhất ở trong nhà bạn thì khả năng cao nó đang được trốn ở đó. Nó sẽ ẩn trốn ở những nơi đó, ví dụ như nhà vệ sinh, anh cũng thể thấy đúng nó rồi. Hay xuất hiện nhà vệ sinh, đúng rồi, đúng rửa rồi. Chén, nước rửa tay đồ là nó hay ở trong đó. Hay quá. Nhưng mà thường thì mình nghe có độc thì mình sợ nó, nhưng nhớ là nó chỉ tấn công khi nó cảm thấy nguy hiểm, đúng mình rồi. Cứ né nó thôi. Còn nếu bắt thì tốt nhất là vẫn lấy cái hộp to ụp nó lại xong rồi đẩy nắp để nó lên, chứ đừng có mà bóc tai hay là đập chết nó. Đúng rồi. Anh ở dưới mà anh gặp mấy bạn này á là anh lấy cái chai nước suối xong rồi anh đó, cho nó bôi vô cái đầu đó. Dạ. Xong rồi anh cũng không đập, anh thả cho khác. Thả cho khác. Dạ. Chứ anh cũng không có thói quen gặp con gì cũng đập. Nói chung là tại vì tính ra những con này á là nó sẽ giúp mình diệt những con có hại. Nó là tốt, nó là thiên địch chứ không phải là hại. Nó thì nó là thiên địch của dòng nào ta? Như sâu bọ châu chấu rồi đó, châu chấu cào cào rồi tụi nó sẽ săn những cái con đó. Rồi gì đó. Thiên địch của con này là gì? Chim. Chim, chim. Gà. Cá rồng. À đúng cá rồi. Rồng. Cá rồng. Cá rồng là do con người mình đó. Nói chung thì tất cả các con bét ở trên thế giới này thiên địch của nó là con người. À đúng rồi, chính xác là vậy. Dạ. Mà thậm chí là thiên địch của con người cũng là con người luôn. Dạ đúng rồi. À mấy con gà nó mổ mấy con này hay đó nè. Dạ, trời ơi, chiến kê nó gặp mấy con này là nó mừng lắm. Cho nên cái đặc tính tụi nó độc với lại hơi nguy hiểm như vậy á, khi mà em bán ra cho khách hàng của em luôn bổ sung, em luôn tặng kèm một cái bộ nuôi. Rồi. Thứ nhất là cái sách để chăm sóc. Cầm gai nó có thấy không? Dạ. Nó thấy nha. Bạn ơi đóng lại nó hỏi dạ. Rồi. Cái này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tụi em sẽ tặng cho một cái hộp nuôi nữa. Hộp nuôi nó sẽ chắc chắn hơn cái hộp này nhiều. Nó cũng có lỗ thoát. Ví dụ thôi, tại vì nó to hơn cái đây hộp này. Em không có cái nào để em nói cái phải em cất lại kho. Sao nhờ cái hôm bữa anh Nam cắn mọi người cho nên shop bán hết rớt, bán hết. Bán hết luôn rồi. Ok, đây các bạn, đây là một cũng là một cái điều mà mình rất là thích ở HT Exotic Zone luôn. Có nghĩa là có những cái hướng dẫn ha, những cái hướng dẫn cũng như là giới thiệu về cách chăm sóc rồi giống loài như thế này, những cái thông tin chia sẻ rất là rõ ràng ở đây. Thì khi mà các bạn muốn trải nghiệm dòng này thì việc đầu tiên là các bạn tới shop, các bạn sẽ được ngắm nhìn và được tư vấn rất là kỹ rồi ha. Các bạn ở đây sẽ lắng nghe cái nhu cầu của các bạn thì sẽ tư vấn cho các bạn cái dòng tương ứng, có thể cũng sẽ quan sát coi bạn này có gọi là có hiếu động quá hay không thì tư vấn cái dòng nó đầm đầm lại, đúng không? Đúng rồi. Còn bạn nào cái tính mà lọc sọc quá mà đòi chơi mấy dòng độc thì mình cũng cản lại. Đúng rồi. Đó. Thì thứ nhất là sẽ được tư vấn từ các bạn nhân viên ở đây với cái kiến thức được trang bị nó tương đối là ok, rất là ok luôn chứ không phải là tương đối nữa. Và bên cạnh đó sẽ có những cái sổ tay hướng dẫn như thế này về cách chăm sóc chuồng trại, thức ăn, những cái bệnh và những cái sự cố thường gặp nè,
đó. Và cái đặc tính ví dụ như là mua lột xác để lớn như thế nào thì đây là một cái rất là chuyên nghiệp ha. Trang này quan trọng nhất cho mọi người. Có một cái trang là xử lý khi bị cắn là như thế nào đó, rửa vết thương rồi này nọ các thứ, thì đây là một cái điều mà mình phải nói là rất là ấn tượng ở ở shop luôn, rất là chỉnh chu và bài bản. Thì đâu công đây là của bà chủ shop ha. Dạ, bạn dấu tên bạn bác sĩ đó nữa. À, có một bạn bác Dương sĩ dấu tên. Bạn Dương dấu tên. Bạn Dương dấu tên thì hỗ trợ về mặt thông tin tất cả mọi cái, nhưng mà nghe nói là mất cỡ ha, bỡ ngỡ trước ánh đèn sân khấu ha. Không là như không vậy đó, thích lộ diện thôi anh. À, không thích rồi. Ví dụ như về kiến thức là bạn này, xong rồi bạn kia là kiểm duyệt lại kiến thức đó nữa, rồi sau đó là tìm hiểu bổ sung double check lại á, double check. Rồi xong đưa em thì em sẽ sắp xếp và lựa chọn hình ảnh, chụp ảnh, rồi sắp xếp bố cục em đi lên này kia là về phần em. Em là khâu sau, rồi khâu đầu là hai bạn đó. Cái tập thể của HT Exotic Zone mình thấy là rất là hay luôn các bạn. Thì mỗi bạn là có một cái kiến thức về một cái dòng ha, và có đảm nhận một cái vai trò trong cái shop rất là bài bản chỉnh chu. Hay nhất là chiều hồi nãy mình có nói là có thể tập hợp được một cái nhóm mà nhiều người tâm huyết và nhiều kiến thức như vậy. Đó là niềm tự hào của tụi em. Ok. Anh thấy cái mặt em cũng tự hào quá trời. Không, mà thật sự thí dụ như nói về làm shop thì có rất là nhiều người, có rất nhiều. Nhưng mà em may mắn là các bạn chịu đồng hành với mình, chịu làm mình. Giống như hôm nay anh Nam Ngô cũng chịu qua với shop em. Không, đó mình, là may mắn của tụi mình em. Là một người thích chơi nó gọi là nó... nó không hòa đồng thì chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà mình thì mình không có thích nghiêng về cái chuyện mà gọi là mua bán quá, mà mình vẫn mua bán nhưng mà mình thiên về cái nghiên cứu, cái tìm hiểu những cái tập tính luôn. Thì mình qua shop mình thấy đó là những cái trải nghiệm rất là hài lòng luôn các bạn. Tư vấn đâu đó rõ ràng chứ không phải là thuần mua bán. Có những shop là thuần mua bán, vô coi trả tiền này nọ. Nhưng mà nó anh thì anh không thích cái gu đó. Anh thích cái gu mà cho các bạn trải nghiệm, ngắm nhìn, quan sát, tìm hiểu, mọi cái ok rồi sẽ quyết định. Tại vì đa số tất cả các dòng mà em kinh doanh ở đây á, là thực sự là còn mới lạ với mọi người, rất là mới lạ với mọi người, cho nên mình không có truyền tải đủ kiến thức. Thì khi mà gặp một cái vấn đề xảy ra, người chịu cái vấn đề đó là khách của mình. Và người tiếp theo bị liên đới là em. Đúng rồi. Và những anh em trong cộng đồng. Cho nên em cũng không muốn chuyện đó xảy ra, cho nên thường là tới đây em sẽ tư vấn từ A đến Z hết. Và em cái nào bị độc, những cái con mà độc quá cao em sẽ không khuyến khích nuôi khi mà nhà có em bé hoặc là bạn không đủ đồ nghề để nuôi. Đúng rồi. Dạ. Thì thường là như vậy. Và phần lớn những con bên đây là những người, những bạn tụi em mà bán á, là nhờ những bạn nhân viên và bản thân chồng em đam mê quá. Và có tìm hiểu về con đó rồi, bản thân tụi em đã nuôi chơi một khoảng thời gian, thấy con đó đủ khả năng để mà thương mại thì tụi em mới thương mại. Thật ra tại sao là gọi là thứ dị, tại vì thiệt chồng em toàn chơi đồ dị luôn. Cái gì cũng dị hết trơn á. Phải chơi những cái con đó trước, thấy là à phù hợp, có thể bán được, ok, sẽ bán. Cộng thôi là để chân shop thôi, sẽ có những con ở shop chỉ để chân, để chơi thôi, không quá bán hay luôn. Chứ mình phải chịu trách nhiệm với cái hành động mình làm ra. Đúng rồi. Thì cái nãy có ngồi tâm sự với lại hai vợ chồng thì chiều ngày xưa cũng là nhân viên văn phòng ha, kiểu vậy. Đúng rồi. Em là marketing. Marketing. Rồi từ cái đam mê đó thì bắt đầu từ những con dán Dubia ha. Dạ đúng rồi. Đó, bắt đầu nuôi rồi đầu chăm sóc lên, đầu tìm hiểu tới những cái dòng này, thì hiện nay là toàn tâm toàn ý cho cái công việc này luôn. Dạ, thì cái con đường đó nó cũng rất là giống mình các bạn. Ngày xưa cũng làm đủ thứ nghề á, nhưng mà thật sự mà nói lúc anh làm á, anh ngồi ở chỗ làm nhưng mà cái đầu anh nó cứ nằm ở nhà thôi, mà con này con kia. Em cũng vậy anh, em ngồi trong chỗ làm mà em bật Google lên cách sinh sản bát mang. Nói chung là sếp vô là thấy những cái tab về, ủa cái gì mà làm việc gì toàn súc vật không vậy con. Vậy đó. Mình đi làm nhà hàng rồi nói chung kinh doanh từ lưa, nhiều khi đi tiếp khách á mà cũng ngại luôn các bạn. Khách thì khách làm ăn người ta đâu có biết mấy con này đâu. Dạ. Mà mình thì mình nuôi iguana, có tốt là anh bắt con iguana mà cái tai nó chạy sọc mà rướm máu ấy nè. Còn theo tà le, mình vô mình ngồi tiếp khách, vô ngồi nhà hàng tiếp khách mà nhiều khi ổng cứ liếc qua, ổng tưởng này không biết có xì ke gì không mà gặp tai tùm lum hết trơn á. Đó thì kể ra câu chuyện đó mới nói là cái chính cái đam mê á nó dẫn dắt anh em tụi mình tới cái này. Rồi từ cái đam mê đó thì cứ mỗi ngày học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thêm cho mình. Thì
anh sau một thời gian đó anh thấy anh không có toàn tâm toàn ý với công việc đó, thôi anh thu xếp gọn gọn, anh chuyển giao hoặc anh bán đi rồi anh về nhà anh coi như là phục vụ cái đam mê của mình. Dạ, luôn mình làm mà mình không có tập trung được vào cái công việc mình làm thì nó không hay. Đúng rồi, nó rồi nó không có đạt như ý. Dạ. Rồi cái người chủ đó hoặc là cái người đối tác đó người ta cũng không có thoải mái nữa, rồi mình sẽ thấy mình làm ảnh hưởng tới người khác. Dạ, thôi tốt nhất là cái đầu mình đang nằm ở đâu mình cho thân xác mình về đó luôn. Dạ. Chứ còn lúc trước á, nhiều khi ngồi tiếp khách hoặc làm công việc gì đó mà cái đầu đang mơ mộng mùa này phối con nào với con nào, phối gà cái gì không à. Bởi vậy bây giờ là đúng nghĩa là theo đuổi đam mê. Đúng rồi, thành em công sẽ theo đuổi bạn. Nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Sáng đi làm, sáng đi làm biết sáng có đi bật đèn chưa ta. Biết này đâu muốn có sạch không là chết. Mà một cái hạnh phúc nữa là bản thân mình chiều ở đây nữa là có gọi là hậu phương cũng rất là hậu thuẫn ở đây. Cũng là từ một người sợ rắn nha các bạn, từ một người sợ rắn bị cắn mọi người đó, em chia sẻ cho mọi người đi. Hồi nhỏ em bị rắn cắn, sáng mùng 2 Tết đi ra mở cổng á anh. Thì con rắn nó móc sẵn từ cái cành hoa trang, nó dính vô cái cổng em không thấy. Mở cửa rắn cắn. Theo lời Phú nói đó là con rắn gì Phú? Lục kim nhưng mà nó chỉ cắn phòng vệ thôi. Nhưng mà nó là một nỗi ám ảnh từ hồi nhỏ. Thì khi đó là con điều diễn đối với em là anh chỉ làm chân khớp thôi. Nhưng mà đột nhiên một ngày bạn kể với em ơi rắn này đẹp lắm, trời ơi anh nói là đảm bảo anh về là chúng ta sẽ là một trong những người đầu tiên đem rắn này về Việt Nam. Đó, anh rất tự hào về điều đó. Xong cái tự nhiên em chịu anh. Nhưng mà kiểu nó cũng có vừa đẹp chồng mình vừa thích, mà lại là cũng có thể giúp được cái đam mê mà không có tạo ra kinh tế để nuôi sống mình được á, thì cũng được. Nhưng đúng mà rồi. nhờ cái đam mê này vẫn có thể nuôi sống mình. Đúng rồi. Mình được tiếp tục theo dõi đuổi đam mê thì tại sao em phải cấm chồng em? Với lại mê cái này thì sẽ không có ra ngoài mê cái khác được. Mê em nha. Từ lúc em bị chịu cắn là đầu em hết sợ rắn luôn đúng không? Không, em vẫn sợ anh. Trời. Vẫn sợ, bây giờ vẫn sợ. Mấy đứa nhỏ nè, đặc biệt là khách mà biết em sợ rắn á, lâu lâu nó vẫn hù em hoài. Hôm bữa là em dẫn chương trình của Thèm Rắn đúng không? Nhưng mà bản thân em bữa đó là em trên sân khấu, em đâu có ban xuống dưới đâu. Lúc mà có anh Phạm Minh Hiếu ra với lại bạn Rắn Hổ Mang á, là em đứng xa xa em kêu, em quay phim chụp hình em làm thôi, em không có dám đứng gần khu vực đó. Nhưng mà em cũng có tài MC á, bữa đó em hoạt náo viên rồi khuấy động phong trào rất là ok luôn á. Bản thân em hồi xưa là làm trong lĩnh vực đó. Hàng chi. Hàng chi. Mà vì chồng em lùi lại sân khấu, bữa đó em đòi làm offline để em được lên sân khấu chứ được tỏa sáng không? Dạ đúng rồi, tại em thích sân khấu. Ok em, quá tuyệt vời. Tại lùng quá má không cho theo. Ok tuyệt vời luôn. Bạn thấy đây là những cái câu chuyện mà tìm đến đam mê đó các bạn. Thì giống như trong những cái clip của mình đó, thì mình hay muốn truyền lửa cho mọi người và kể những cái câu chuyện như vậy để chúng ta có cái nhìn nhận đúng về cái ngành này ha. Thì đây là những cái mẫu chuyện mà dẫn dắt từ đam mê. Còn hiện nay đôi khi có những người vô thì bị đồng tiền nó dẫn dắt, có nghĩa là thấy người ta bán dễ quá, dễ kiếm tiền quá, xong rồi cứ nhào vô rồi cũng nhập hàng về buôn bán, mà trong khi kiến thức là không có trang bị gì cả, không có những cái cảnh báo, không có những cái hướng dẫn này nọ, thậm chí là hướng dẫn sai, thậm chí là ví dụ như một bạn nhỏ mà muốn nuôi một cái con nó dòng nó rất là độc nhưng mà sẵn sàng bán để lấy tiền thôi, thì những cái điều này nó rất là nguy hiểm và nó ảnh hưởng cho cộng đồng, nó ảnh hưởng cho cái góc nhìn của người lớn, của gia đình và kể cả các xã hội, các cấp chính quyền nữa, thì những cái điều này là nó rất là có hại. Thì mong là các bạn lưu ý lại ha. Thì từ mình ngày xưa là nuôi con iguana từ những con green rồi lên rồi chiều là từ những gián dubia, rồi bắt đầu học hỏi tìm hiểu, bắt đầu nâng cấp cái kiến thức và cái dòng lên từ từ, thì đó là một cái con đường nó không hề dễ dàng ha. Thật sự khi mình bây giờ á, anh em đã xây dựng được một chút xíu gì rồi đó, thì ngồi kể lại cảm giác nó rất là vui. Nhưng mà cái thời gian mà quyết định mà bỏ cái công việc ổn định để mà theo cái ngành này á, đó là một cái quyết định nó không hề dễ dàng, thậm chí là đói phơi mỏi ra luôn. Không, là thật ra là tụi em có một cái công việc khác để nó nuôi lại được cái đam mê này. Em mở sáng là mở bán mì. Lúc đó là mở 3 xe, thì hai vợ chồng đứng mỗi đứa một xe kia là thuê người. Thì là bán bánh mì nó chiếm thời gian chỉ buổi sáng thôi. Mình có được thời gian buổi chiều để chồng em theo đuổi đam mê. Lúc đầu là chỉ có chồng em với là bạn Dương đó làm một cái shop nhỏ. Dương giấu tên.
Dương vô tình ngồi một cái góc nhỏ xíu à, anh ngồi một cái góc nhỏ bên nhà bạn Dương để làm, xong rồi lên được cái shop quận 5 và sau này là được qua bên đây để nó to hơn. Thì nguyên một cái quá trình đó là vẫn song song đó là em vẫn làm bánh mì. Tuy là bây giờ tụi em là ít rồi nhưng mà cái nghề bánh mì á em vẫn để lại và em để cho nhân viên bán, nhưng mà em vẫn chưa bỏ, kiểu giống như là ông tổ hồi xưa nuôi mình để mình có được nghề ở đây. Em vẫn giữ và cái đó là bây giờ vẫn nhân viên làm. Quá hay luôn em. Dạ. Đó. Mình vẫn phải sống chứ, mình vẫn phải sống. Đó là khi mà bắt đầu những cái đam mê này nè, là nó không có dễ. Có những con Việt Nam mình chưa từng có, thật sự ra ngành chân khớp lúc chồng em bắt đầu vào là chưa có thông tin gì luôn. Đúng rồi. Và bạn Dương rất là giỏi tiếng Anh, bạn Dương giấu tên á, là bạn 8.0 luôn. Thì bạn mua một cuốn sách mà lúc đó hả anh, tự nhiên mua cuốn sách tiếng Anh không mà 3 triệu bạc, ship về rất là gian truân luôn. Và bạn ngồi, bạn công mà bạn ngồi bạn dịch ra để mà hiểu, rồi dịch lại rồi hướng dẫn cho mọi người á. Thì em cảm thấy là cái công đó nó rất là công những người đi đầu, giống như là đúng hồi rồi, xưa đó. Nó rất là lớn luôn á bạn. Rất là lớn. Và sau đó là tới lượt Phú vào, và Phú cũng là một người hiểu biết về kiến thức nhiều. Rồi sau đó là Long vào. Nói chung là những người mà đã vào shop em á, phần lớn hồi xưa toàn là khách em thôi. Cho nên các bạn cũng cùng chung đam mê và cùng chung làm, đó là điều quý. Mà nói chung là kiến thức những con này anh thấy tên khoa học nãy giờ là anh Triều nói là chân hổ này kia cho nó dễ, chứ thật ra tên khoa học của tụi nó rất là dài. Đúng rồi. Nó không có trên Google anh. Nó không có trên Google. Thật sự thì một số cái con này nó trên Google hoặc Wikipedia mình không thể tìm ra được cái thông tin hoặc là tư liệu riêng về nó. Mình phải tự tìm hiểu hết, hoặc là mình tìm hiểu qua những cuốn sách của địa phương họ. Rồi nhiều khi những cái là phải truyền miệng mình mới biết. Và tham gia các forum diễn đàn ở nước ngoài thì có những người tự nhiên xong rồi về mà lấy hình ảnh này kia của em, cho nên khi mà có những lúc như vậy là em rất là điên, tại vì họ thà họ xin phép một cái là em sẽ cho liền. Đúng rồi. Chứ còn được có chơi như vậy nên mới khó chịu. Đúng rồi, không có tôn trọng cái công sức của người khác đúng không? Và bán phá giá đó. Đó. Cái khúc mà mình đã phải nghiên cứu, giống như anh sinh sản thì anh cũng đã từng thất bại rồi anh mới sinh sản thành công. Đúng rồi. Mà có nhiều người ta lại mà ăn cắp của mình xong người ta lại bán phá giá, tại vì người ta thương mại mà người đúng ta rồi. Đâu có giống mình. Khi mà tụi em bán có thể là so với mọi người tụi em sẽ hơi cao một tí, nhưng mà cái đó là do để tụi mình sẽ phát triển cộng đồng rồi mình tìm hiểu những con mới, và mình dành một cái quỹ ra để mình tìm hiểu thêm về cái con mới đó, rồi từ từ con đó được thì em mới bắt đầu thương mại đúng thì rồi. Nó sẽ hơi tụi cao. Em phải đi rừng đi lú để tìm ra những cái con mới của Việt Nam mình. Thực sự là cái con đó nó nhiều khi nó đã tồn tại Việt Nam mình vài trăm năm rồi. Đúng rồi. Nhưng do Việt Nam mình không ai quan tâm tới nó. Bây giờ mình phải đưa nó ra ánh sáng. Đúng rồi. Mình phải đi rừng. Quá hay luôn. Nó về. Dạ. Quá hay luôn. Và thật sự ra là cái gì thì gì cũng quay lại là có thể nuôi sống mình. Đúng rồi. Mà nó phải có đam mê thì chồng em mới tiếp tục được. Giống như là đợt dịch vừa rồi á, nếu như mà không có đủ đam mê thiệt là mọi người đã ngưng công việc này, ốp luôn à. Ốp luôn à, tụi em sẽ có công việc khác làm. Ví dụ em quay về với những xe bánh mì thân yêu của em. Nhưng mà tụi em vẫn theo đuổi cái này. Có nhiều bạn thì thấy cái chuyện buôn bán này thì nó giống như là người ta không có hiểu hết vấn đề. Người ta cứ nghĩ là đơn giản, bán nó giống như bán cục xà bông, bán cái gì đó thôi. Thì cứ lao đầu vô mà không có một cái tầm á. Cho nên là rồi chính vì không có cái tầm và không có cái sự nghiên cứu nên thấy mọi chuyện nó đơn giản quá, mua đồng bán đồng mấy. Thứ nhất là gọi là ăn cắp ý tưởng cũng như là ăn cắp mặt hình ảnh rồi các thứ, rồi phá giá các thứ. Thì nó điều này nó rất là không có hay các bạn. Thì nói ra nhiều người cự nữ các kiểu kêu mình ích kỷ, nhưng mà mình dám chắc luôn nếu mà cái câu chuyện đó là của các bạn chắc các bạn còn làm ghê hơn nữa. Cái câu chuyện này của người khác thì các bạn nói là ơi ba cái đồ quỷ này, nhưng mà các câu chuyện của các bạn còn làm ghê hơn nữa. Về cái giá cả thì khi mà bị phá giá hay là sao thì không quan tâm. Nhưng mà hình ảnh á, mỗi người mỗi cảnh mình bán thế nào thì chuyện của mình là đúng rồi. Sao mua, nhưng mà khi mà lấy hình ảnh của người khác đăng lên thì nó kỳ lắm, cắp chất xám. Đúng rồi. Đó, ví dụ như bạn rớt, anh vừa thấy á, có những con đâu mở ra là chụp hình được liền đâu. Đúng anh rồi. Không? Tụi em là phải hả, ngoài cái thùng quay phim của tụi em ra, rồi hả các bạn phải trong tư thế sẵn sàng và hiểu về cái con đó. Có những con tụi em chụp hình phải hiểu về con đó mới chụp được bức ảnh đẹp. Đúng rồi. Và ánh sáng, đèn đốm, giống như mấy con này á, là nó rất là sợ ánh sáng. Mà phải rọi đèn vào mới có thể được một bức ảnh đẹp, mà người ta chỉ chụp cái xong người ta lấy lên của mình mà
em chỉ cần một tiếng xin phép thôi. Đúng rồi. Và cái đó là một sự biết điều, mà không phải là riêng về cái ngành này mà bất cứ ngành nào mình tất lấy cả luôn của em. Người khác. Đúng rồi. Tất cả là mình giúp ảnh á. Dạ. Thậm chí là ví dụ như về nhạc về gì tất cả đều là phải xin phép hết, mình phải tôn trọng cái công sức của người khác. Của người làm ra. Mà giống như mình hay đề cập vấn đề mà phá giá rồi này nọ các thứ á, thì cái chuyện mà nhiều bạn sẽ nghĩ là ok mày tham ăn đồ này nọ hoặc là thích lời nhiều thì hay đề cập vấn đề này, nhưng mà thật ra cái vấn đề mà anh em tụi mình nói không phải là vấn đề là bị mất một số tiền đồ này nọ do vấn đề phá giá, mà cái chính á, mình muốn nói là nếu mà các bạn không có đầu tư về mặt chứng xám và kỹ thuật tâm huyết vô đó thì các bạn sẽ làm ảnh hưởng tới cả phong trào luôn. Các bạn sẽ tư vấn nó sai lệch, người ta hiểu sai về cái dòng này, rồi người ta sẽ làm những cái chuyện nó không hay. Giống như là hình như mấy năm trước có một cái bạn nhỏ nào đó nuôi một con rắn độc rồi bị cắn rồi hoại tử ngón tay đó. Mới gần đây. Mới gần đây. Thì đó là những cái điều tiếng rất là xấu cho cả một cái cộng đồng luôn. Nhưng mà cái đó là những anh em mà tâm huyết có tâm là người ta đã lường trước tất cả rồi. Người ta đã trang bị kiến thức của mình để mà tư vấn cho các bạn thật kỹ, đồng thời là người ta đã chuẩn bị những cái sổ nó như thế này, chia sẻ rất là cặn kẽ rõ ràng ở trong đây rồi. Đó thì các bạn vô, các bạn chỉ chạy theo lợi nhuận, các bạn muốn bán cho càng nhiều hàng càng tốt mà tư vấn nó sai lệch, tư vấn nó không có chính xác rồi làm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống của những cái khách hàng, những cái bạn nhỏ đó. Nhiều khi nhỏ quá là chỉ gọi là ham vui. Ham vui thôi, chứ người ta chưa có thật sự. Nhưng mà đôi khi lại cái hậu quả là ví dụ như là bị hoại tử ngón tay, phải cắt luôn, mất cái ngón tay luôn thì nó rất là đáng tiếc. Đúng. Thấy không? Thì cái đó là cái vấn đề chính mà mình muốn gọi là đánh động tới cái cộng đồng, tới mọi người, chứ không phải là vì một hai đồng bạc mà cứ lên lải nhải là bán phá giá các kiểu này nọ đâu. Nếu mà các bạn bỏ công sức ra, các bạn lao động, các bạn làm thật sự á, các bạn sẽ thấy cái sức lao động của các bạn nó có giá trị lắm. Thì không bao giờ các bạn gọi là bán đổ bán tháo được hết trơn á. Chỉ có các bạn mua đi bán lại, ok, mua đồng ra bán đồng mốt lời đựng xu là các bạn cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái tác động xấu của nó sẽ rất là nhiều ha. Thì mong là mọi người có thể gọi là định hình suy nghĩ lại cái vấn đề này. Đó. Ok em. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình qua tới con rết đi. Ê quên lộn, con bò cạp đi hả? Bò cạp đi anh. Bây giờ bò cạp đi. Hay là ok mình tạm đóng cái chủ đề về con rết ở đây ha. Thì cũng đã rất là nhiều cái rất là hay ở đây rồi, cũng như là những cái chia sẻ từ tận đáy lòng của anh em tụi mình. Hy vọng là mọi người có thể vui vẻ khi xem clip, cũng như là thu thập thêm một số cái gì đó hay ho cho mình. Bye bye. Bye bye.